Đấy, hoặc là khi như hậu đẩy ra như thế này thôi. Đấy, chúng ta chỉ cần việc nhả tay ra là chúng ta sẽ đóng lại được cửa, nó sẽ không phải mất thêm thao tác nào. Thì những cái bộ phào này hậu hay gọi đây đó chính là những cái hệ thống phào cung đình, phào biệt thự. Đấy, những hệ thống ôm lớp phào bên dưới và thêm những hệ thống phào chỉ này. Đấy, dưới là hộp vuông và thêm những cái đường thanh kẻ chỉ này. Đấy, rất là đẹp và thẩm mỹ. Có lẽ là hậu nghĩ đây chính là một trong những căn nhà đầu tiên sử dụng những hệ thống vách cố định mà sử dụng hệ thống khuôn phào mà to như thế này. Muốn nhấn tại vì những cái bản cánh 100 này thì đều được công ty sử dụng những cái hệ thống máy cắt CNC. Đấy, qua đó là chúng ta sẽ cảm thấy là những cái máy cắt, những cái góc cắt này gần như là được hàn luôn. Nói chung là như chúng tôi là người thầy dân bình thường, vâng, người dân lao động ở thôn quê, nhưng cảm thấy công ty về kiến thiết những cái cơ bản là mọi sự coi là từ đầu đến đuôi, vâng, là vâng, vừa nhanh gọn, vừa coi đảm bảo chất lượng, vừa tốt đẹp cho, vâng, gia đình chúng tôi. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với công ty cổ phần thương mại Owin. Và tôi là Hậu, ngày nay tôi đang có mặt trực tiếp tại công trình để review cho quý vị anh chị toàn bộ hệ thống cửa của căn biệt thự này. Gia chủ có tên là anh Nguyên, đấy thì có địa chỉ tại xóm Năm Hồ, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy. Đấy thì hiện tại là anh đang công tác ở trong miền Nam. Đấy thì trong quá trình mà xem được những cái video qua các cái nền tảng mạng xã hội của công ty, từ YouTube tới TikTok tới Facebook, thì anh cũng đã trải qua quá trình tìm hiểu rất là nhiều rồi. Đấy, và sau khi đó là anh đã quyết định gọi công ty về. Và điều đặc biệt là anh đã liên lạc với công ty ngay từ cái giai đoạn mà bắt đầu lên thiết kế. Đấy thì công ty đã về và tiến hành ký hợp đồng cho anh Nguyên ngay từ trong cái giai đoạn mà bắt đầu khởi công đổ móng. Sau đây quý vị anh chị chúng ta cùng trải nghiệm những cái lợi ích mà quý vị anh chị đã nhận được khi mà ký hợp đồng ngay từ cái nút đổ móng nhá. Đó, và sau đây xin kính mời quý vị anh chị chúng ta cùng trải nghiệm. Và đây chính là toàn bộ khung cảnh của căn nhà của anh Nguyên. Đấy thì quý vị anh chị có thể thấy là một căn nhà mái Nhật 2 tầng được bố trí theo hướng là hai mặt tiền, rất là đẹp. Đấy thì căn nhà này có chiều rộng lên tới là gần 9m rưỡi. Đấy, và chiều ngang chiều dài ấy là dài lên tới là khoảng tầm 13m. Đấy thì căn nhà này rất là rộng. Đấy thì quý vị anh chị có thể trải nghiệm cảnh quan về cả cái khu đất này. Đấy, rất là đẹp, rất là rộng. Đấy thì chúng ta có thể bố trí được những cái ngôi nhà rất là đẹp phù hợp. Đấy, tại vì nhà mà có đất thì chúng ta sẽ làm thêm được sân vườn thì nó rất là đẹp. Và trước mắt đầu tiên là bên công ty đã tư vấn thiết kế cho anh Nguyên ở đây, đó chính là một bộ cửa mặt tiền sử dụng là nhôm Owin hệ thủy lực bản cánh lên tới là 180. Và bộ cửa này có rất nhiều những cái điều khác biệt so với lại những cái bộ cửa thông thường mà quý vị anh chị thường thấy. Thông thường quý vị anh chị thường thấy là sẽ không có những cái bộ cửa được sử dụng cái hệ thống phào chỉ nó đẹp như này. Đấy thì sau một quá trình mà công ty đã nghiên cứu để làm sao cái bộ cửa nó được hoàn chỉnh nhất và được thẩm mỹ nhất có thể. Đấy thì công ty đã nghiên cứu ra hệ thống cái bộ phào màu vân gỗ chắc này, nó rất là đồng bộ. Đấy, nó đồng bộ từ màu sắc này cho tới là vị trí và phù hợp với lại những cái căn nhà mái Nhật biệt thự. Và bộ cửa này hiện tại là có chiều cao là 2m8 và chiều ngang là 29. Thì bộ cửa này theo đơn vị thiết kế thì chiều cao của cửa này có chiều cao rơi vào khoảng tầm 2m55 thôi. Đấy thì nó rất là ngắn. Đấy, và sau cái quá trình khi mà công ty về đấy và công ty đã lên lại phương án thì anh Nguyên mới nhận ra là đúng thật. Tại vì khi mà công ty về thì những cái bộ cửa nào nó liên quan đến kích thước nó không phù hợp thì công ty sẽ thiết kế lại hoàn toàn từ đầu. Đấy, tại vì công ty chuyên về cửa thì chúng tôi sẽ nghiên cứu kể cả về cái cách quy cách mở cửa làm sao cho nó phù hợp từng vị trí và đúng mục đích sử dụng. Đấy, và ở đây đó chính là một bộ cửa chính, cửa đại hội. Thì quý vị anh chị có thể thấy là đây có một cái sảnh rất là lớn, nó sẽ rất là phù hợp dành cho những cái bộ cửa thì lực có thể mở cả ra cả vào. Thì trước mắt đầu tiên là hậu sẽ thao tác một lượt qua về cái bộ cửa này để quý vị anh chị chúng ta cùng trải nghiệm. Đó, đây chính là cái bộ cửa. Thông thường khi mà chúng ta đi vào thì chúng ta chỉ việc đẩy cái cánh cửa này đi vào thôi. Đấy, và chúng ta sẽ nhả tay ra là khi đó là cái cánh cửa này nó sẽ tự nó đóng lại. Đây là một trong những cái ưu điểm rất là lớn của những cái bộ cửa thì lực này. Đấy, nó có thể tự mở ra và tức là nó có thể tự đóng lại. Đấy, hoặc là khi như hậu đẩy ra như thế này thôi. Đấy, chúng ta chỉ cần việc nhả tay ra là chúng ta sẽ đóng lại được cửa, nó sẽ không phải mất thêm thao tác nào. Đó chính là một trong những cái ưu điểm rất là tuyệt đối, rất là hay. Quý vị anh chị hình dung là ví dụ như trường hợp mà phía bên trong nhà chúng đang bật điều hòa. Đây, ví dụ như trong nhà chúng ta bật điều hòa
đối với lại như, Hậu sẽ ví dụ như là những cái bộ cửa mà không phải là hệ thủy lực thì chúng ta sẽ phải mở cửa ra. Khi chúng ta mở cửa ra như thế này thì chúng ta lại phải mất thêm thao tác nữa, chúng ta phải lại phải quay lại và chúng ta lại phải đóng kéo cửa vào như thế này. Thì quý vị anh chị hình dung là nó mất rất nhiều cái thời gian. Hoặc là đôi khi trường hợp mà chúng ta sẽ quên đóng cửa thì những cái không khí ở trong điều hòa bên trong nó bị tuôn ra ngoài rất là nhiều. Qua đó là nó sẽ giảm chức năng của cái bộ cửa đi và giảm chức năng của cái điều hòa đi. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng cái hệ cửa thủy lực này, chúng ta chỉ cần khi chúng ta đi vào hoặc là đi ra, chúng ta chỉ cần nhả tay ra là khi đó là bộ cửa nó sẽ tự nó đóng lại. Đó chính là một trong những cái ưu điểm rất là lớn. Vừa rồi là Hậu đã giới thiệu đến cái công năng sử dụng của nó rồi. Và tiếp đến ở đây Hậu sẽ giới thiệu tiếp đến là đó chính là cái hệ thống kính hộp. Toàn bộ sử dụng là kính hộp lan trang trí hoa đồng, có tác dụng là cách âm cách nhiệt rất là tốt. Tại vì tấm kính này được rỗng ở giữa và sẽ là sử dụng là hai lớp cường lực 5 ly hai bên và ở giữa sẽ là rỗng. Và sau khi đó là sẽ được xử lý, đó chính là sử dụng là hạt chống ẩm và bơm khí argon vào bên trong đấy thì nó sẽ có tác dụng là cách âm cách nhiệt. Tại vì quý vị anh chị hình dung là cái thời tiết miền Bắc của mình khi vào mùa nổ thì nếu mà chúng ta không sử dụng những hệ thống kính hộp cách âm cách nhiệt này thì nó sẽ bị cái tình trạng mướt nước ở trên cánh cửa. Đấy, nó rất là khó chịu tại vì chúng ta lại phải thường xuyên phải lau. Đấy, nếu mà không lau thì nó lại bị mướt nước ở trên cánh cửa, đây gây ra tình trạng vấn đề là mất thẩm mỹ. Đấy, nên chúng ta sẽ đưa những cái tấm kính hộp này vào thì chúng ta sẽ yên tâm, không phải lo bị mùa lồm. Và quan trọng nhất là có thể cách được âm, cách được nhiệt, mang tính chất thẩm mỹ rất là cao. Đó chính là một trong những cái ưu điểm cũng rất là hay. Và điều khác biệt ở bộ cửa này được thiết kế thêm đó chính là những hệ thống khuôn phào này rất là đẹp. Mà những cái bộ cửa thông thường mà chúng ta sẽ không nhìn thấy. Đấy, thì những cái bộ hệ thống phào này nó được rộng lên tới là 30 phân. Đấy, rất là to, đẹp, thẩm mỹ. Đấy, đối với lại những cái hệ thống phào thông thường chúng ta sử dụng thì nó chỉ có cái chiều phào rộng rơi khoảng 5 phân thôi. Thì những cái bộ phào này Hậu hay gọi đây đó chính là những cái hệ thống phào cung đình, phào biệt thự. Đấy, nó giúp cái bộ cửa trở nên nó sang trọng hơn. Đấy, tại vì nó sẽ có rất là nhiều những cái nớp phào ở bên dưới này. Đấy, những hệ thống ôm nớp phào bên dưới và thêm những hệ thống phào chỉ này. Đấy, dưới là hộp vuông và thêm những cái đường thanh kẻ chỉ này. Đấy, rất là đẹp và thẩm mỹ. Đấy, tại vì quý vị anh chị hình dung là để hoàn thiện nên được cái một bộ phào nó đẹp như thế này nó phải trải qua rất là nhiều công sức. Đấy, kể cả như những hệ thống phào trên này chúng ta có thể trải nghiệm được. Đấy, bên trên, phía bên trên là chúng ta có thể trải nghiệm được. Đấy, nó đồng bộ một cách rất là hoàn mỹ. Tại vì nó đều được sử dụng ở đây, đó chính là sử dụng là hệ thống, đó chính là màu vân gỗ chắc rất là đẹp. Đấy đó, và bộ cửa này nó có thể được mở ra thêm được một góc, đó chính là một góc 135 độ. Chúng ta có thể mở cả ra cả vào. Đấy, đấy, khi nào mà chúng ta có công có việc thì chúng ta sẽ cần phải mở sang hai bên cạnh như này để lấy được tối ưu về phần không gian nhất có thể dành cho chúng ta. Đó, vừa rồi Hậu đã giới thiệu đến cho quý vị anh chị đó chính là bộ cửa mặt tiền tầng 1. Và ở phía bên này thì bên công ty cũng đã có thiết kế và thi công cho anh Nguyên. Đó chính là hệ thống cửa ôm khuôn bao phun tường, bản tường rộng lên tới là 23 phân. Và được sử dụng ở đây đó chính là toàn bộ là hệ thống cửa bản cánh rộng lên tới là 100. Đều được sử dụng là đồng bộ màu vân gỗ chắc luôn. Đấy, thì ở đây chúng ta có thể thấy đây, cái hệ thống phào vân gỗ chắc này. Đấy, rất là đẹp và thẩm mỹ, được bo chỉ một cách rất là đẹp. Và chúng ta có thể thấy những cái bản cánh 100 này, đấy, gần như là sẽ không có mối nhấn. Tại vì những cái bản cánh 100 này thì đều được công ty sử dụng những cái hệ thống máy cắt CNC. Đấy, qua đó là chúng ta sẽ cảm thấy là những cái máy cắt, những cái góc cắt này gần như là được hàn luôn. Đấy, rất là hay. Điểm hay của nó ở đấy. Và bộ cửa này được thiết kế ở đây đó chính là một bộ cửa 4 cánh. Anh chị chúng ta cùng trải nghiệm ở phía bên trong của căn nhà toàn bộ hệ thống cửa mà bên công ty đã thi công. Và bước vào phòng khách ở đây là chúng ta có thể thấy này, hiện tại là căn nhà của anh Nguyên đang trong quá trình giai đoạn hoàn thiện căn nhà. Lên phần nội thất thì chúng ta cũng sẽ chưa có nhiều những cái phần nổi bật đó. Và chúng ta sẽ nhìn sang phía bên tay trái của Hậu thì chúng ta sẽ có thấy được ở đây là bên công ty đã tư vấn thiết kế những hệ thống, những cái bộ cửa sổ sử dụng là hệ thống khuôn bao ôm phun tường 200 và được sử dụng đó chính là bản cánh 100. Thì hiện tại là bộ cửa này cũng đang hơi vướng cái bàn này thì Hậu sẽ không quay, thì Hậu sẽ chuyển sang quay cái bộ cửa phía bên hông này. Và ở đây đó chính là một bộ cửa sử dụng là bản nề A mở quay. Đấy, thì quý vị anh chị có thể thấy đây, gió mở ra, khi mà Hậu mở cửa ra
thì gió rất là mạnh. Như quý vị anh chị có thể thấy là những cái hệ thống cửa bản nề mở quay mà sử dụng bản nề A này nó đón được rất là nhiều gió, nó rất là hay. Đấy, khi đó là chúng ta chỉ cần muốn mở ra tầm nào thì chúng ta sẽ lấy được lượng gió tầm đấy, là chúng ta muốn mở lấy gió hết cỡ thì chúng ta chỉ việc đẩy hết cỡ như này thôi. Đấy, còn lúc nào mà chúng ta cần những cái lượng gió vừa đủ thì chúng ta sẽ kéo cửa nó dịch vào phía bên trong này như thế này, thì qua đó là chúng ta vẫn lấy được lượng gió vừa đủ mà chúng ta sẽ không phải lo cái tình trạng mà bị đập cánh cửa gây rung lắc, gây rất là khó chịu dành cho chúng ta. Đấy, và ở đây là chúng ta có thể trải nghiệm gần hơn, đó chính là những cái hệ thống phao chỉ này. Đấy, những hệ thống khuôn bao phun tường này rất là rộng. Đấy, tại vì chiều rộng nó rộng lên tới là 21,5 cơ. Và chúng ta sẽ có thêm được cái hệ thống khuôn phào này nữa. Tại vì cái phần khung cửa nó đã dày 5,5 rồi, thì chúng ta sẽ có thêm cái phần khung phào này 5 nữa. Qua đó là cái chiều rộng của cái bề mặt chúng ta, mặt phẳng chúng ta nhìn nó rộng lên tới khoảng tầm 10 phân. Đấy, rất là to, đẹp và thẩm mỹ. Khi chúng ta sẽ làm những hệ thống khuôn hộc này thì chúng ta sẽ không lo về cái vấn đề mà chúng ta phải vệ sinh. Đấy, như chúng ta thấy, ví dụ như chúng ta có bụi ở đây thì chúng ta chỉ cần việc lấy rẻ lau đi, gạt như thế này, qua đó là bụi nó sẽ không bị đọng ở trên cái bề mặt của cái cánh cửa mở quay này. Đó, rất là hay, rất là thông minh. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp đến ở đây, đó chính là một bộ cửa của sảnh phụ của căn nhà. Bộ cửa này được sử dụng bản cánh lên tới là 140 và được kết hợp ở đây, đó chính là hệ thống sử dụng là phào trong cánh. Và quý vị anh chị hình dung thấy là thông thường thì những cái hệ thống cửa nhôm thông thường thì chúng ta sẽ chỉ có những cái phần khung hộc vuông thôi, thì chúng ta sẽ không có thêm những hệ thống phào trong cánh như thế này. Đấy, đây chính là những cái hệ thống phào trong cánh này. Nó tức là bản cửa này hiện tại là đang có bản là 14 phân, thì khi chúng ta thêm những hệ thống phào này nó rộng lên tới là 5 nữa, thì qua đó là cái bản cánh của chúng ta nó rất là rộng đấy, và nó sẽ được bo lượn thêm những cái phần góc cạnh này, qua đó là nó sẽ tăng cái tính cổ điển và cái tính thẩm mỹ của cái bộ cửa chúng ta lên, nó sẽ đẹp hơn bao giờ hết. Đó, và bộ cửa này được thiết kế ở đây đó chính là một bộ cửa đi hai cánh đấy. Đấy, thì thao tác cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, chúng ta sẽ mở được bộ cửa này ra. Đấy. Đấy, lấy chọn gồm đủ cái phần không gian của cái sảnh phụ này. Đấy, và chúng ta sẽ đóng cái cánh cửa này lại. Đấy, hệ thống bản cánh rất là to, giúp bộ cửa trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết. Đó, và tiếp đến ở đây là chúng ta sẽ có, ở đây đó chính là một bộ cửa sổ 3 cánh, là phòng bếp ở đây. Hiện tại là không gian bếp này cũng công ty cũng đang trong quá trình thi công rồi. Đấy, thì công ty cũng sẽ thi công luôn cả cái phần hệ thống bếp này của anh Nguyên rồi. Đấy, thì khoảng một thời gian nữa thì khi mà cái bếp nào hoàn thiện thì Hậu sẽ quay luôn cái phần không gian bếp này để cho quý vị anh chị chúng ta cùng trải nghiệm về cái không gian bếp. Và chúng ta cũng vẫn sẽ có những hệ thống khuôn phào thôi. Đấy, thì kể cả như quý vị anh chị hình dung là chúng ta cũng sẽ có những hệ thống khuôn hộc ở phía bên trên luôn. Đấy, trên này thì chúng ta cũng sẽ có những hệ thống khuôn hộc như cửa gỗ. Đấy, vẫn được bo lượn phào chỉ rất là đẹp và thẩm mỹ. Đấy, một bộ cửa sổ 3 cánh. Đó, và sau đây chúng ta sẽ cùng đi tiếp đến những cái căn phòng tiếp theo. Ở đây, đó chính là một bộ cửa sử dụng là hệ khuôn phào và được sử dụng là bản cánh 140 và được kết hợp là sử dụng hệ thống tấm liền nguyên khối. Và tường ở đây đang có gia chủ hiện tại, ở đây đó chính là một tường đơn. Đấy, thì chúng ta có thể trải nghiệm. Đấy, thì bộ cửa này thì Hậu cũng đã có review ra riêng một video. Đấy, tại vì nếu mà Hậu review chi tiết thì video nó bị kéo dài quá là nhiều. Đấy, thì chúng ta sẽ vào trong trang của công ty thì chúng ta sẽ có được những cái hệ thống review chi tiết hơn về bộ cửa này. Đấy, bộ cửa đóng mở rất là chắc chắn, đầm, cách âm cực kỳ tốt và được sử dụng cả những cái phần nỉ ở phía bên dưới này. Đấy, giúp cách nhiệt rất là tốt này. Nỉ này được sử dụng là nỉ hai lớp này. Đó. Và ở phía bên này thì công ty cũng sẽ có thi công thêm những cái hệ thống cửa vệ sinh. Đấy, những cái hệ thống cửa vệ sinh sử dụng là bản cánh 100 được sử dụng, đó chính là hệ khung 55 và được đi đồng bộ màu vân gỗ chắc luôn. Thế thì để giảm cái giá thành đi và cái giá thành nó được hợp lý thì ở những cái bộ cửa vệ sinh này thì chúng ta chỉ cần làm những hệ thống cửa như thế này thôi. Đấy, qua đó là nó giảm đi những cái chi phí không cần thiết. Đấy.
Và tiếp đến là chúng ta sẽ cùng đi lên phía cầu thang. Đấy. Và đây chính là hình ảnh về cái không gian cầu thang. Đấy. Ở đây là chúng ta sẽ có cái không gian cầu thang được thông tầng. Đấy. Đây. Và cái phần không gian này đều được công ty tư vấn thiết kế luôn. Tại vì quý vị anh chị hình dung là ở phía bên dưới này cũng đều được thông, thì khi đó là phía bên dưới chúng ta sẽ không mở được cửa sổ, thì qua đó là công ty cũng sẽ tư vấn thiết kế luôn. Cả cái phần hệ thống cầu thang đều được sử dụng đồng bộ màu vân gỗ chắc. Tiếp đến là quý vị anh chị có thể thấy ở đây là đây chính là cái khu vực cầu thang, thì chúng ta cần phải những lượng ánh sáng rất là tốt để đảm bảo cho chúng ta sẽ không cần phải bật đèn vào ban ngày. Và phía bên trên này thì chúng ta cũng sẽ thấy được ở đây đó chính là cái phần không gian của cái phần thông tầng, thì đều được đi những cái hệ thống ô kính rất là to. Đấy, và chúng ta có thể thấy đây. Có lẽ là Hồng nghĩ đây chính là một trong những căn nhà đầu tiên sử dụng cái hệ thống vách cố định mà sử dụng hệ thống khuôn phào mà to như thế này. Đấy, những hệ thống khuôn phào rất là đẹp. Đấy, tại vì nó rất là to, nó được chia ô một cách rất là tỉ mỉ. Đấy, nó giúp cái căn nhà chúng ta nó trở nên sang trọng hơn bao giờ hết. Đấy, những hệ thống khuôn học này. Đấy, thì khi chúng ta đưa vào như thế này thì nó sẽ giúp nâng tầm những cái căn nhà biệt thự nó trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Đó, và sau đây chúng ta sẽ cùng đi phía bên trên, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm tất cả những hệ thống cửa của căn nhà này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm tiếp, thì chúng ta sẽ trải nghiệm ở cái khu vực hành lang này luôn. Và ở cái hành lang này thì chúng ta cũng sẽ có thêm ở đây đó chính là những cái hệ thống cửa ban công sử dụng là hệ khuôn phào bản cánh 140 đều được sử dụng hệ thống phào trong cánh này luôn này. Đấy, rất là đẹp và thẩm mỹ. Đấy, những hệ thống khuôn học rất là to. Đấy. Đấy. Như cơ nãy thì quý vị anh chị cũng sẽ được trải nghiệm là tại sao mà cái bộ cửa ở bên dưới lại được sử dụng. Đó chính là cái cánh khóa chính lại nằm ở bên cánh bên tay tay trái này. Mà trên ban công thì chúng ta lại sử dụng là cánh bên tay phải này. Thì quý vị anh chị hình dung ấy, khi mà chúng ta đi ở phía tầng 1, nó là cái sảnh chính, thì chúng ta nhu cầu là đi từ phía bên ngoài nhiều hơn. Và khi đó là những cái hệ thống khóa thì nó sẽ phải nằm thuận tay ở bên tay phải của chúng ta. Đấy, nhưng những cái sảnh chính là chúng ta sẽ phải để khóa ở bên tay phải. Và ngược lại đối với những cái hệ thống ban công, thì khi chúng ta mở cửa ra thì chúng ta sẽ lại thuận tay phải, thì chúng ta sẽ đi vào từ bên trong nhà ra nhiều hơn. Và khi đó là chúng ta sẽ để những hệ thống cánh cửa khóa ở bên tay trái này. Đấy. Đấy, rất là ưu việt. Đấy, thì bên công ty sẽ thiết kế làm sao cho nó phù hợp đúng với lại cái công năng sử dụng đó. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phía bên trong của căn phòng này. Đấy, đây cũng chính là một căn phòng ngủ. Đấy, Hậu đánh giá rất là cao. Và ở đây bộ cửa này, đây chính là cái bộ cửa ban công mặt tiền của tầng 2 được chúng tôi đang sử dụng. Ở đây đó chính là hệ thống cửa ban công bản cánh sử dụng bản cánh rộng lên tới là 160. Và ở đây là cũng sẽ được đi thêm phào. Qua đó là quý vị anh chị sẽ cảm nhận được là cái bộ cửa này có chiều rộng bản cánh lên tới là khoảng 21 phân. Đấy. Thì bộ cửa phía bên trên này thì cũng rất là rộng, nó bằng kích thước chiều ngang với lại cái bộ cửa bên dưới. Đó, thì những hệ thống cửa này thì khi chúng ta được chia một cách tỉ lệ rất là đẹp. Đấy, và chúng ta sẽ có được những hệ thống khuôn học này. Và đây chính là những cái ưu điểm rất là hay dành cho những cái bộ cửa ban công. Mà chúng ta muốn cái bộ cửa trở nên sang trọng và đẹp hơn hết thì chúng ta sẽ có những hệ thống khuôn học này rất là to. Đấy, tại vì các khuôn học này nó có chiều rộng của khung lên tới là 7 phân và được đi bo phào. Đấy, rất là đẹp. Đấy, chúng ta có thể thấy này, kể cả như phía bên trong này cũng thế này. Đấy, đều được đi bo hết. Đấy. Đấy, những hệ thống phào rất là đẹp. Đấy, và giờ chúng ta sẽ đi ra phía bên ngoài. Chúng ta sẽ trải nghiệm tiếp về phía bên ngoài của bộ cửa này. Cái bộ cửa này nó có chiều rộng bản cánh lên tới là khoảng tầm 16 phân. Và tiếp thêm đó là chúng ta sẽ có những hệ thống phào này. Đấy, được bản rộng lên tới là khoảng tầm 21 phân. Đấy, Hậu gang tay của Hậu đúng vừa tầm luôn. Đấy, gang tay của Hậu rơi dao động vào khoảng tầm 22 phân. Đấy. Hệ thống khuôn phào. Đấy, có thêm được những cái bản hệ thống phào này thì nó giúp cái bộ cửa chúng ta nó sẽ có thêm được những cái phần tính cổ điển này. Đấy, kể cả như phía bên này cũng thế này. Đấy. Hệ thống phào đây. Ở phía bên hông này thì chúng ta cũng sẽ có thêm được những cái bộ cửa sổ ba cánh này. Đấy. Đấy. Những cái bộ cửa sổ ba cánh đều được đi toàn bộ 100% là hệ chấn song hết và được sử dụng là hệ khuôn phào.
Đó. Và phía bên mặt tiền cũng thế, thì chúng ta cũng sẽ có luôn được những cái hệ thống sử dụng là hệ khuôn phào luôn, đều được sử dụng là những hệ thống bản cánh lớn lên tới là 100 cửa sổ, nhưng mà đều được sử dụng là bản cánh 100. Đó. Xin giới thiệu đến quý vị anh chị, và đây là bác Thủy. Cháu chào bác nhá. Bác chính là bố của anh Nguyên, chủ nhân của căn nhà. Đấy thì trong quá trình mà công ty đã về thi công cũng như tư vấn với lại gia đình ngay từ cái giai đoạn đầu thì bác có cảm nhận như thế nào? Nói chung là mọi sự coi là công ty làm cho là rất tốt đẹp cho gia đình. Nói chung là thôi thì chúng tôi là những người nông thôn quê cũng được công ty về đây mà kiến thiết cái công trình này rất tốt đẹp. Và nói chung là được mọi người cảm thấy là rất phấn khởi là trong cái gian cửa chân nhà của chúng tôi là trong đó là rất đẹp. Là một cái hai là nhiều người đi qua đi lại ở cái công trình này là cũng tham khảo. Cháu cũng thay mặt công ty rất là cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã ủng hộ công ty. Đấy thì công ty cũng đã tư vấn với lại bác ngay từ giai đoạn hoàn thành móng. Đấy công ty cũng đã có về thay đổi lại kích thước cửa rất là nhiều rồi. Đấy thì bác cảm thấy là công ty thay đổi những cái vị trí kích thước đấy và những hệ thống phào chỉ thì có hợp lý không ạ? Nói chung là như chúng tôi là người dân bình thường, người dân lao động ở thôn quê, nhưng cảm thấy công ty về kiến thiết những cái cơ bản là mọi sự coi là từ đầu đến đuôi vừa nhanh gọn, vừa coi đảm bảo chất lượng, vừa tốt đẹp cho gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn. Thì chúc công ty coi là mọi sự đặt theo ý của gia đình chúng tôi xin cảm ơn. Cảm ơn rất là cảm ơn bác nhá. Chúc bác và gia đình có một cuộc sống rất là êm đềm hạnh phúc trong tổ mới của căn nhà nhá. Cảm ơn. Cháu xin cảm ơn. Và vừa rồi quý vị anh chị cũng đã được nghe những cái lời tâm sự của bác chủ nhà. Đấy, tại vì công ty đã tư vấn thiết kế ngay từ cái giai đoạn đổ móng. Đấy thì quý vị anh chị cũng đã trải nghiệm được cái lợi ích khi mà công ty quý vị anh chị ký hợp đồng với lại công ty ngay từ cái giai đoạn đổ móng, công ty sẽ về nên tư vấn và lên phương án thiết kế làm sao cho nó phù hợp nhất. Và quý vị anh chị nào đang có nhu cầu muốn thi công tất cả những hệ thống cửa nhôm cao cấp về nhôm Owin cũng như cửa thủy lực và cửa hệ chấn song thì quý vị anh chị có thể liên lạc với lại công ty qua số hotline ở phía bên dưới màn hình. Và quý vị anh chị thấy video nào hay và hữu ích thì hãy cho em Hậu một lượt like và một lượt đăng ký để sắp tới là công ty sẽ đem đến cho quý vị anh chị nhiều những cái sản phẩm cao cấp về cửa nhôm đấy, để chúng ta căn nhà chúng ta được nâng tầm, xứng đáng một căn nhà được hưởng thụ trong quãng đời còn lại của quý vị anh chị. Đó, vâng, Tôn Hậu xin kính chào quý vị và các bạn.